Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 23 giờ hàng ngày. Sau đây là những thông tin thời sự đáng chú ý. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh tăng cường các biện pháp quản lý, phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị sở ngành địa phương cần phổ biến tuyên truyền đến tất cả doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh, chủ động ngăn ngừa sự cố và hạn chế tai nạn lao động, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, khoáng sản, đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại. Lĩnh vực sử dụng nhiều máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, sử dụng nhiều lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 4, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024. Tham dự buổi lễ có ông Trịnh Văn Phước, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy khối. Tổng số học viên tham dự là 111 quần chúng ưu tú thuộc 32 chi đảng bộ cơ sở chọn cử đi học. Trải qua 5 ngày học tập và làm bài kiểm tra cuối khóa bằng hình thức viết bài tự luận, 100% học viên đã hoàn thành bài thi tự luận đạt yêu cầu do ban tổ chức lớp học đề ra. Trong quá trình học tập, các học viên đều xác định rõ trách nhiệm của mình khi được các cấp ủy đảng chọn cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, có động cơ đúng đắn trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị. Nhằm góp phần giữ gìn màu xanh của núi Bà Đen, nhiều năm qua, nhóm bạn trẻ fanpage Tôi Yêu Tây Ninh đã tổ chức hoạt động tình nguyện thu gom rác thải tại đây. Tôi Yêu Tây Ninh đã tổ chức hành trình xanh. Thì trong 4 năm gần đây, tôi nhận thấy là những năm về sau này nè, so với những năm trước, số lượng rác thải giảm hơn năm đầu tiên. Mọi người ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường. Team Hành Trình Xanh đã lan tỏa được ý thức bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống và cũng như là bảo vệ môi trường ở những chốn linh thiêng như là núi Bà. Với tinh thần xung kích nhiệt huyết, các bạn trẻ đã cùng nhau thu gom rác thải dọc theo các tuyến đường dẫn lên núi Bà Đen tại khu vực lối đi lên chùa Bà. Đối với bản thân em là một người trẻ thì em cảm thấy cái việc mà bảo vệ môi trường không còn là những cái việc mà thông qua những biển báo, thông qua những lời tuyên truyền nữa, mà là những cái hành động mà cụ thể, những hành động mà thiết thực nhất. Giống như thông qua cái hành trình xanh này thì em và mọi người đã cùng nhau chung tay dọn dẹp và nhặt rác để dọn dẹp cái nơi đây, núi Bà Đen. Và thông qua đây thì em cũng mong muốn là mọi người cùng nhau chung tay góp phần để bảo vệ môi trường ngày càng tốt đẹp hơn, và mong muốn là những nơi mà mình đi qua thì mình có thể góp những cái hành động nhỏ nhặt để góp phần bảo vệ môi trường. Hành trình xanh không chỉ là hoạt động vệ sinh môi trường đơn thuần mà còn là chiến dịch tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân địa phương và du khách. Hoạt động đã thu gom hơn 100 bao rác thải, góp phần làm sạch môi trường, giữ gìn cảnh quan cho núi Bà Đen, đồng thời khơi dậy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ môi trường sống. Ngày 22 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5-1 từ chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng tiêm triển khai cho trẻ em sau thời gian gián đoạn vì cạn vaccine. Sau khi tiếp nhận 13.000 liều vaccine 5-1 từ chương trình tiêm chủng mở rộng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã phân bổ vaccine này về toàn bộ 22 trung tâm y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức, sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho trẻ em trong tuần từ ngày 22 tháng 4. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, vaccine 5-1 cần được tiêm phòng 3 liều cơ bản cho trẻ em đủ 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi và 4 tháng tuổi. Nếu bỏ qua các thời điểm trên, trẻ nên được đưa đến điểm tiêm phòng càng sớm càng tốt.
Trong thời gian chờ đoạn kè bị sụp lún ở bán đảo Thanh Đa được xây kiên cố, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn cấp di dời thêm 32 hộ ven bờ để an toàn khi mùa mưa sắp đến. Các hộ thuộc diện cần di dời nằm gần đoạn kè bị sụp lún hồi tháng 6 năm ngoái. Đây được cho là biện pháp cấp bách trong lúc chờ hoàn tất thủ tục triển khai công trình xây lại bờ kè kiên cố ở khu vực này. Tổng vốn dự kiến gần 90 tỷ đồng, chưa tính giải phóng mặt bằng. Theo chính quyền địa phương, hiện dọc đoạn kè trên hiện có các vết nứt 10 đến 20cm gây mất ổn định nền đất. Cùng với phương án trên, quận Bình Thạnh sẽ thống kê quy mô, diện tích đất, kết cấu công trình để bồi thường cho các hộ khi dự án triển khai. Thưa quý vị, nắng hạn kéo dài đã khiến cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước rơi vào tình cảnh thiếu nước trầm trọng để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, trong đó nặng nề nhất là huyện Bù Gia Mập. Hiện nông dân khu vực này đang lây hoay đủ mọi cách tìm nguồn nước để cứu cây trồng. Tuy nhiên, đây là vấn đề khá nan giải. Gia đình anh Hoàng Sơn Đông ở thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập như ngồi trên đống lửa khi nhìn vườn sầu riêng rộng gần 4 hectare của gia đình đang chết héo. Cây sầu riêng thiếu nước, lá từ màu xanh đã ngã sang màu vàng, quả rụng đầy gốc. Không có cả giải pháp gì để cứu cây được, bây giờ cái nguồn nước không có. Rất là xa hồ thiên nhiên cho nên bây giờ để chở nước về mà tưới thì không có điều kiện. Cách đó không xa, vườn cà phê và sầu riêng của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, nhiều cây đã chết hẳn, lá và thân cây đã khô. Nắng hạn kéo dài đã khiến cái ao nhỏ cung cấp nguồn nước tưới cho vườn cây của gia đình nay đã cạn trơ đáy. Chiếc máy nổ vì thế cũng đành nằm đắp chiếu từ nhiều tháng nay. Giếng khoan được xem là niềm hy vọng duy nhất đối với gia đình anh. Thế nhưng đây là mũi khoan thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng nay, nhưng vẫn không có nguồn nước. Khoan nước mà khoan giếng không có nước thì chắc là khó chịu đấy. Không biết tính sao được. Không có nước thì chết thôi. Nửa tháng nữa mà không mưa là đã có nguy cơ là chết hết. Cứu cây, nhưng vấn đề cứu như thế nào, đó là cả một bài toán khó. Khi nguồn nước tự nhiên đã khô cạn, nguồn nước ngầm khan hiếm, trong khi nắng nóng dự kiến còn kéo dài cho đến tháng 5. Bất lực đang là tình cảnh chung của người dân nơi đây khi phải tận mắt chứng kiến những vườn cây được trồng, chăm sóc bằng tiền của, mồ hôi và công sức chết dần, chết mòn vì nắng hạn. Ngày nào cứu được tí nào thì hay tí đấy, chứ còn bây giờ có tí nước nào thì tưới hay tí đấy thôi, chứ còn bây giờ cứu mà cứu chiều gì không còn nước đâu mà cứu mà. Giờ thì anh nhìn thấy ba cái cao ao khô cạn hết rồi, giờ em múc, giờ tôi múc tí chuối đó, 3-4 mét sâu đó, anh này đó, 3-4 mét đó, giờ cũng không còn miếng nước luôn, giờ phải chịu thua rồi. Theo ông Nguyễn Tấn Lực, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bù Gia Mập, về lâu dài, các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất, đồng thời nạo vét, cải tạo hồ đập, nâng cấp hệ thống xử lý tại các trạm cấp nước nhằm đảm bảo nguồn nước tưới và nước sinh hoạt cho người dân. Công tác chống hạn đang được các địa phương triển khai quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, trước dự báo tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, ngành nông nghiệp đã và đang chỉ đạo các địa phương huy động tối đa mọi nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với hạn hán để bảo vệ cây trồng cho người dân. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, chiều ngày 22 tháng 4, đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chia sẻ với những nỗi đau mà bệnh nhân đang gánh chịu và mong muốn các bệnh nhân nhanh chóng ổn định tinh thần, vượt qua nỗi đau để sớm trở về với gia đình. Trước đó, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái có trụ sở tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Theo đó, trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy nghiền số 3 của nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã xảy ra sự cố tai nạn lao động, hậu quả làm cho 7 công nhân lao động bị tử vong và 3 công nhân khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa.
kỳ động thái nào của Mỹ nhằm thu giữ các tài sản đang bị phong tỏa của Nga sẽ là hành vi phạm pháp, tạo ra tiền lệ nguy hiểm và sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý tại tòa. Điện Kremlin đã đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh Hạ viện Mỹ mới đây đã thông qua một dự luật cho phép tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa tại các ngân hàng Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, việc tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa tại các ngân hàng Mỹ là hành vi xâm phạm cả tài sản nhà nước và tài sản cá nhân. Trong trường hợp đó, Moscow sẽ có hành động đáp trả và hành động pháp lý tương ứng. Ông Peskov cũng cảnh báo nhiều quốc gia và nhà đầu tư sẽ suy nghĩ lại về việc đầu tư vào Mỹ hoặc nắm giữ tài sản tại Mỹ nếu Washington hành động như vậy. Ngày 22 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel đã thông báo quyết định cho phép Giám đốc Cục Tình báo Quân đội Thiếu tướng Aharon Haliva từ chức, động thái liên quan tới sự thất bại của tình báo Israel trong vụ tấn công của Hamas hồi năm ngoái. Thông báo từ lực lượng phòng vệ Israel nêu rõ, tướng Aharon đã đề nghị từ chức để nhận trách nhiệm vì cơ quan tình báo quân đội nước này không dự báo được kế hoạch tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas hồi tháng 10 năm 2023. Ông Aharon đã thôi chức vụ và rút khỏi quân đội một khi lực lượng phòng vệ Israel chỉ định được người kế vị theo quy trình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!